Đây là lần thứ mấy mình được đón sinh nhật cùng với Đài nè? Lần thứ nhất luôn hả? Trời ơi, đầu tiên luôn. Ôi, chúc mừng sinh nhật một nhỏ này. Ok, rồi. Đây là một thành viên, mặc dù là bạn không có trúng giải cao trong cuộc thi năm ngoái, nhưng mà vì cái sự nhiệt huyết cũng giống như là cái sự dễ thương của bạn dành cho Đoàn, cũng giống như khán giả của Đoàn, đã làm cho Lộ rất là thật sự luôn. Khi mà bạn bước vào Đoàn để hoạt động thì rất là mình cảm thấy là rất là xứng đáng. Cho nên là đây là một nghệ sĩ lô tô mà em cảm thấy là rất là nhiệt huyết và xứng đáng. Cho nên là em xin một tràng pháo tay hết đi đến đây thân thương nhé. Cảm ơn mọi người. Chúc mừng mọi người. Rồi dân làm thơ đặt bạn đi. Không, tặng quà trước đi em. Quà của em đâu? Tặng lẹ em nha. Để tôi quên. Đây, quà gọn lắm, bao lì xì. Đâu biết gì mà mua. Rồi, mình lấy cái đó là hiện hữu nhất đó. Mình muốn thích thì mình mua cái đó nha. Nó bị bên đen. Vâng vâng, chúc đi em trong thời gian đang lấy bao. Đối với chị thì tại vì chị cũng khá là bận quá nên là chị không biết là mình thích cái gì. Mặc dù là em rất là chu đáo, em rất là có lỗi với thành viên đoàn của em, là mỗi lần sinh nhật em họ đều rất là chuẩn bị rất là kỹ. Họ hỏi là mình thích cái gì hoặc là mình không muốn cái gì của hỏi người thân mình nữa. Nhưng mà thật lòng là chị có lẽ là chị hơi bị sai ở chỗ là chị cũng không biết em thích gì. Chị biết em thích vàng nhưng mà chị không có đủ điều kiện. Chị tặng em điều gì nghe, rồi tưởng mới thật nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trên sân khấu. Rồi làm thơ tặng đi. Thơ bye bye hả? Ừ. Văn chương đầy mình đó. Thấy không? Tự biết văn nhiều. Hôm nay sinh nhật Thanh Huy, chúc Huy sẽ bị chủ đì quanh năm. Ủa vậy là bị chúc nó bị chửi tao? Bị chúc nó hay bị chửi tao? Mà Thanh Huy bị đì là chúc mày nó không bị đâu. Khờ quá mà chúc cái khác đi. Chúc cái gì mà nhé. Nó là không bị đì nữa, nó là bị đèo, bị cán á. À, thì mới nổi chứ, nó đi không nổi. Ừ, con thì chắc phải xe luôn của chị. Chúc cái gì mà thiết thực đi, từ chúc lại. Hôm nay sinh nhật Thanh Huy, chúc Huy đã hậu ẩm vui, cứ nhắc miếng quà. Vừa lắm, đã lắm, vừa lắm vậy đó. Rồi, em hôm nay sinh nhật Thanh Huy, chúc Huy sẽ sớm quy y trọn đời. Em không nên nghe nữa, vô đi. Thì vậy trời. Bạn cũng đừng nên làm thơ nữa. À, đó là Nhân hả? Trời, nè, em đang thành sân khấu điện ảnh này không? Chị thấy hả? Thì vô là cái khối mà gọi là băng đó, băng dương đó. Chúc đi em. Thật vui nha. Hôm nay sinh nhật Thanh Huy, chúc Huy sẽ sớm cắt bao Huy. À! Trời ơi, mày thấy mày ngủ. Cái gì mày không chúc, mày quảng cáo ở đây chứ vậy? Ai bước mày? Bệnh viện nào bước mày mà mày quảng cáo? Trời ơi, trời. Mày chúc lộn người rồi. Đây, do số bà con ơi, do mừng. Số bà con ơi. Vô. Quý vị, nhau định này ai có thấy chúng ta đây thì mình cho số gì nhá. Mày gì ra 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 cái mày gì ra quyền hương có bỏ thôi chắc bóng chứ mưu đẹp tình bóng hôn trời quyền hương đẹp mãi trong lòng người ta thương chung nhắn bó quyền hương đẹp mãi trong lòng người con 30 con ai từ con 30 con 30 con 30 con 30 con 30 trời đã có mấy số
trai đẹp nè. Nhắm. Đứng cái miếng cho nó. Gặp trai đẹp là em thấy sao? Em làm sao? Khi mà gặp trai đẹp. Cô anh kìa. Kìa. Anh ơi. Anh muốn gặp gì mẹ phải? Wow. Trời ơi. Nam Dương. Biết Nam Dương tên gì không? Minh Khắc. Minh Khắc. Đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Em nói với Minh Khắc cái gì đi. Và đi rồi. Vô. Và đi. Con mười chiếc sẽ chị đây mấy chị đây mấy chị đây mấy chị đây mời anh đến thăm quê phố nô tiên vui rộn ràng tiếng hò hò lơ ngại vui gặp thái dân gian và cái đồng xuân muôn muôn trời ta nhiều nhiều tiếng ca liễu lo tung tăng an mai lên đồng năm mốt chồng dòng nào em cũng là người kéo tân. Cho em hỏi là còn ai đặt giải không ạ? À?